kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ 6 ngày 21 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư ngày 21 tháng 10, tại hội trường Diên Hồng, Quốc hội nghe báo cáo dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức, viên chức. Chính phủ đã báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh sau 5 năm triển khai áp dụng và đề xuất kéo dài thời gian thí điểm thêm 1 năm. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung phiên họp. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, Điều 3 Luật Quản lý sử dụng tài sản công quy định, kho số viễn thông và kho số khác phục vụ quản lý nhà nước là tài sản công, do đó biển số xe ô tô được coi là tài sản công, mục đích xây dựng nghị quyết nhằm khai thác có hiệu quả tài sản công là biển số xe, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đầu tư hệ thống cơ sở vật chất cho công tác đăng ký cấp biển số, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, đồng thời đảm bảo công khai minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Mọi người dân đều có quyền bình đẳng trong việc lựa chọn biển số để tham gia đấu giá. Báo cáo về kết quả thực hiện nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh sau 5 năm triển khai áp dụng và đề xuất kéo dài thời gian thí điểm thêm 1 năm, ngoại trừ vào các năm chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19. Kinh tế thành phố liên tục tăng trưởng cao, bình quân hàng năm trong giai đoạn năm 2016-2019 đạt 7,72%, cao hơn so với mức 7,22% của giai đoạn năm 2011-2015. Sau khi kinh tế thành phố tăng trưởng chậm lại ở mức 1,39% trong năm 2020 và suy giảm 6,78% trong năm 2021 do tác động của dịch COVID-19, những tháng đầu năm 2022 đã ghi nhận sự phục hồi với tăng trưởng quý 1 đạt 1,87%, quý 2 đạt 5,73%, bình quân 6 tháng đạt 3,82%. Tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội so với GRDP tăng qua các giai đoạn, bình quân giai đoạn năm 2016-2020 đạt 32,29%, cao hơn so với mức 31,07% bình quân hàng năm trong giai đoạn năm 2011-2015. Buổi chiều, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự, công bố kết quả kiểm phiếu bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026. Quốc hội nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện. Sớm tháo gỡ khó khăn trong quản lý xây dựng phương án sau sáp nhập đơn vị hành chính và xử lý tài sản công, tránh lãng phí thất thoát. Đây là nội dung trong chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh vào sáng ngày hôm nay. Tham dự có đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Sau sắp xếp sáp nhập, tỉnh Cao Bằng có 10 đơn vị hành chính cấp huyện và 161 đơn vị hành chính cấp xã, 633 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 203 đơn vị. Đến năm 2021, tổng số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước là hơn 16.000 người, giảm 1.782 người so với năm 2020. Tỷ lệ cấp xã được hưởng chính sách đầu tư theo chương trình 135 cao hơn, tăng cao tỷ lệ xóm đặc biệt khó khăn. Cán bộ công chức viên chức được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tăng cao. Khoảng 40% số xã, huyện chưa đạt 50% tiêu chí về quy mô dân số hoặc tiêu chí diện tích do tiêu chuẩn quy định. Sau sáp nhập có 717 cơ sở nhà đất cần xử lý, hiện nay số cơ sở nhà đất đai đã có phương án quản lý sử dụng đạt thấp.
Do nhiều nơi chưa được tính toán và định hướng lâu dài, số cơ sở đề xuất giữ lại đang chiếm khá lớn với 566 trên 717 cơ sở. Trong khi đó, tình trạng lãng phí trong việc sử dụng trụ sở, tài sản chưa được khắc phục. Cùng với một số vướng mắc về hồ sơ pháp lý, thủ tục chuyển giao, nhiều tình huống phát sinh chưa có văn bản hướng dẫn. Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị Trung ương cho phép tỉnh giữ nguyên tổ chức các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã như hiện nay, xem xét bổ sung thêm hình thức xử lý tài sản công đối với các cơ sở nhà đất không còn nhu cầu sử dụng sau khi sắp xếp, sáp nhập. Đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhận định vấn đề cơ sở nhà đất sau sắp xếp sáp nhập xử lý chậm do có nguyên nhân khách quan và chủ quan, vấn đề thiếu người và kinh phí bảo vệ tài sản công và trách nhiệm của đơn vị, chủ tài sản chưa cao. Mặt khác, cần giải quyết xử lý số tài sản ô tô, điều chỉnh bản đồ địa giới và hồ sơ địa chính. Đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành nâng cao trách nhiệm bảo vệ tài sản, tránh bỏ hoang, lãng phí, ra soát lại phương án giữ hay chuyển giao và bán. Song song với đó, thống kê tất cả trụ sở không còn nhu cầu sử dụng để chuyển nhượng, đấu giá quyền sử dụng đất, cắt giảm thực hiện thủ tục hành chính, tránh tồn đọng thời gian dài. Các sở ngành chuyên môn tháo gỡ khó khăn hướng dẫn cho các huyện và Ủy ban Nhân dân tỉnh có quy định xử lý cơ sở nhà đất, không để lãng phí, thất thoát tài sản công. Chiều ngày 21 tháng 10, Ban tổ chức cuộc thi Hòa giải viên giỏi tỉnh tổ chức họp đánh giá công tác chuẩn bị và thống nhất nội dung cho cuộc thi Hòa giải viên giỏi cấp tỉnh sắp tới. Cuộc thi Hòa giải viên giỏi gồm 3 phần thi. Phần thi lý thuyết, các đội giới thiệu và trả lời bộ câu hỏi trắc nghiệm. Phần thi xử lý tình huống căn cứ vào câu hỏi, các đội thi vận dụng kiến thức pháp luật, kinh nghiệm sống, sự hiểu biết về phong tục tập quán, quy ước, đạo lý truyền thống, ca dao, tục ngữ, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải để giải quyết tình huống. Nội dung phần thi tiểu phẩm gắn với tình huống, vụ việc, tranh chấp, mâu thuẫn nảy sinh trong cộng đồng dân cư thuộc phạm vi hòa giải như dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, bảo vệ môi trường, vi phạm pháp luật. Hình thức thể hiện của tiểu phẩm bao gồm kịch nói, ca kịch hoặc các hình thức nghệ thuật, sân khấu phù hợp khác. Đối tượng dự thi là hòa giải viên được công nhận theo quy định của luật hòa giải ở cơ sở năm 2013. Mỗi huyện, thành phố chọn một đội thi gồm 3 thành viên. Thời gian dự kiến tổ chức cuộc thi sẽ bắt đầu từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 11 năm 2022. Tại cuộc họp, các thành viên ban tổ chức cơ bản nhất trí với dự thảo thể lệ, quyết định phân công nhiệm vụ, quyết định thành lập ban tổ chức, tổ thư ký giúp việc và dự thảo quyết định ban hành bộ câu hỏi và đáp án cuộc thi. Ban tổ chức yêu cầu các thành viên tiếp tục phối hợp với cơ quan thường trực, các phòng nghiệp vụ, khẩn trương hoàn thiện nội dung đảm bảo tiến độ thời gian theo kế hoạch. Sáng ngày 21 tháng 10, tại tỉnh Cao Bằng, cụm thi đua số 4, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết thi đua năm 2022, thanh tra các tỉnh biên giới miền núi phía Bắc. Tham dự có đồng chí Bùi Thúy Nga, đại diện Cục 1, Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo thanh tra các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Lai Châu, đại diện lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng tỉnh. Với chủ đề siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, thích ứng an toàn trong tình hình mới, do Thanh tra Chính phủ phát động, thanh tra các tỉnh, cụm thi đua số 4 đã thực hiện nghiêm túc các hoạt động thi đua theo chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên, bám sát với nhiệm vụ chính trị của ngành. Trong năm 2022, thanh tra các tỉnh đã triển khai thực hiện 1.902 cuộc thanh tra, kiểm tra kinh tế xã hội với trên 7.539 cá nhân tổ chức. Qua thanh tra kiểm tra phát hiện vi phạm trên 100 tỷ đồng, hơn 49.000 m2 đất, kiến nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước 71,5 tỷ đồng trên 9.800 m2 đất, kiến nghị xử lý khác 29,1 tỷ đồng, đã thu hồi 64,2 tỷ đồng, đạt 89,72% tỷ lệ thu hồi. Ban hành trên 1.510 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 26,4 tỷ đồng, kiến nghị địa phương sửa đổi bổ sung hoàn thiện nhiều quy định, quy chế liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm điểm người đứng đầu cơ quan đơn vị đã để xảy ra sai phạm, căn cứ mức độ sai phạm xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định, đẩy mạnh công tác thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, xây dựng cơ quan, chi bộ trong sạch và các tổ chức đoàn thể vững mạnh và các phong trào thi đua do Trung ương, địa phương phát động.
thời gian tới, cụm thi đua tiếp tục phát động phong trào thi đua toàn diện trên các lĩnh vực công tác, thực hiện kịp thời công tác khen thưởng, chú trọng công tác phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiếp tục tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, duy trì tốt công tác tiếp công dân, nâng cao chất lượng tham mưu giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh, củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Hội nghị đã tiến hành bình bầu, suy tôn thống nhất đơn vị thanh tra tỉnh Cao Bằng, cụm trưởng cụm thi đua đề nghị chính phủ tặng cờ thi đua. Thanh tra tỉnh Hà Giang đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, bầu đơn vị cụm trưởng năm 2023 là thanh tra tỉnh Hà Giang và cụm phó là thanh tra tỉnh Lào Cai. Ngày 20 tháng 10, đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn, đến khảo sát việc thiết lập cụm thông tin điện tử phục vụ tuyên truyền thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu biên giới huyện Trùng Khánh. Trước đây, trên địa bàn huyện Trùng Khánh có một cụm thông tin đối ngoại được đầu tư xây dựng tại Thác Bản Dốc, xã Đàm Thủy. Sau nhiều năm vận hành khai thác, hiện nay hệ thống màn hình LED và các thiết bị đã xuống cấp, vị trí lắp đặt không phù hợp với thời điểm hiện tại. Qua khảo sát, đoàn công tác đã đánh giá kết quả hoạt động cụm thông tin đối ngoại tại Thác Bản Dốc, thực trạng địa điểm, mặt bằng, dự kiến lắp đặt cụm thông tin điện tử màn hình LED cỡ lớn tại cửa khẩu Trà Lĩnh, thị trấn Trà Lĩnh. Đoàn công tác đánh giá việc lắp đặt cụm thông tin đối ngoại mới tại Thác Bản Dốc tại cửa khẩu Trà Lĩnh là rất cần thiết để giới thiệu và quảng bá hình ảnh con người, lịch sử, văn hóa, những chủ trương chính sách, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của huyện Trùng Khánh nói riêng. Từ đó thúc đẩy quảng bá tiềm năng kinh tế, du lịch, xúc tiến thu hút đầu tư, hợp tác phát triển toàn diện, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội ở khu vực biên giới. Theo thông tin từ Sở Y tế, từ 17 giờ ngày 20 tháng 10 đến 17 giờ ngày 21 tháng 10, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 7 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số người mắc lên 98.009 trường hợp, trong đó có 97.456 trường hợp mắc được ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh. Trong số 7 trường hợp mắc mới, cụ thể, thành phố ghi nhận 2 trường hợp, huyện Bảo Lâm 1 trường hợp, huyện Nguyên Bình 1 trường hợp, huyện Trùng Khánh 3 trường hợp. Các huyện còn lại không có ca mắc mới. Hiện Cao Bằng có 41 trường hợp đang được cách ly điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị của tỉnh. 114 trường hợp không triệu chứng đang được cách ly điều trị tại nhà. Tất cả các trường hợp này sức khỏe ổn định. 33 trường hợp điều trị tại các cơ sở thu dung và điều trị tại nhà đủ điều kiện công bố khỏi bệnh, nâng tổng số khỏi bệnh lên hơn 97.817 trường hợp. Đến nay, tổng số tử vong do COVID-19 là 61 trường hợp. Toàn tỉnh lấy 578.217 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19. Tổng cộng test nhanh là 424.306 mẫu. Làm việc với lãnh đạo huyện Hạ Lang, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã kiểm tra đánh giá công tác thủy lợi trên địa bàn huyện, cho ý kiến về tăng cường công tác quản lý đầu tư, khai thác hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp. Trên địa bàn huyện Hạ Lang hiện có 146,96 km kênh mương thủy lợi, trong đó 126,13 km kiên cố, 20,83 km kênh đất. Nguồn nước phục vụ tưới từ các đập mương thủy lợi đáp ứng nhu cầu sử dụng trong năm. Tuy nhiên, một số kênh mương bị xuống cấp do xây dựng từ nhiều năm, còn khoảng 20 km mương đất bị xói mòn, nguồn nước tưới không ổn định. Hoạt động tưới tiêu do huyện quản lý vụ đông xuân năm 2021-2022, 199 ha, vụ mùa năm 2022 là 1.087 ha. Đến nay, trên địa bàn huyện có 12 tổ hợp tác và một hợp tác xã quản lý các công trình thủy lợi. Nhu cầu đầu tư xây dựng công trình thủy lợi giai đoạn năm 2021-2025 gồm mương thủy lợi 29 công trình, đập thủy lợi 7 công trình, hồ chứa 1 công trình và trạm bơm 1 công trình. Trong đó, năm 2022 đã đầu tư xây dựng 1 hồ chứa nước và 3 mương thủy lợi. Tổng dự toán kinh phí dịch vụ công ích thủy lợi là 1,2 tỷ đồng. Lãnh đạo huyện Hạ Lang kiến nghị tỉnh cần bố trí nguồn vốn cho huyện tiếp tục cải tạo, sửa chữa và đầu tư mới các công trình thủy lợi đáp ứng nhu cầu tưới tiêu trên địa bàn. Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Hạ Lang nâng cao trách nhiệm quản lý, chống lấn chiếm,
đổ rác thải và hành lang an toàn các công trình thủy lợi. Theo dõi phân phối nước hợp lý, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông Cao Bằng phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn xây dựng kế hoạch tưới tiêu, nạo vét kênh mương hàng năm. Ủy ban nhân dân huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sớm giải phóng mặt bằng, chuẩn bị xây dựng công trình hồ chứa nước Khuổi Khoang, xã Cô Ngân. Trong hai ngày vừa qua, đoàn công tác Bệnh viện Nhi Trung ương do tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng, phó giám đốc bệnh viện này làm trưởng đoàn, đến hỗ trợ chuyên môn cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng. Sau khi nghe báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đoàn chuyên gia của Bệnh viện Nhi Trung ương đã khảo sát thực trạng nhân lực, cơ sở vật chất, năng lực chuyên môn chuyên ngành nhi khoa, truyền nhiễm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Từ đó, tư vấn cho bệnh viện về nội dung đào tạo, chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu, sơ sinh, ngoại nhi, gây mê nhi, kiểm soát nhiễm khuẩn, đồng thời tư vấn về trang bị, cơ sở vật chất phù hợp với tình trạng hoạt động của bệnh viện. Qua làm việc, đoàn công tác Bệnh viện Nhi Trung ương đã hỗ trợ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhiều ý kiến thiết thực, giải đáp các vướng mắc trong lĩnh vực nhi khoa, sơ sinh, truyền nhiễm, chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức, kiểm soát nhiễm khuẩn ở bệnh viện. Qua đó, đoàn công tác chuyên gia mong muốn Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực tham gia đào tạo, chuyển giao kỹ thuật nâng cao tay nghề cho nguồn nhân lực, đề xuất mua sắm trang thiết bị phù hợp với nguồn lực thực tế, đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân. Cũng trong dịp này, đoàn công tác Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức tập huấn về cấp cứu nhi khoa, sốt xuất huyết, dengue cho 60 viên chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. Sau một thời gian đầu tư trang thiết bị, bố trí nhân lực đảm bảo tiêu chí về chức năng nhiệm vụ, huyện Hòa An vừa công bố trạm y tế xã Nam Tuấn đạt tiêu chuẩn cơ sở y học gia đình. Đây là đơn vị đầu tiên được tỉnh lựa chọn làm điểm hoạt động theo nguyên lý y học gia đình. Sau khi được đầu tư xây dựng tại vị trí mới khang trang, trang bị đầy đủ máy, trang thiết bị, thuốc men, đến nay trạm đã có máy siêu âm, máy răng, máy điện tim, đèn hồng ngoại, máy điện châm, máy hút dịch, bộ cấp cứu, đủ điều kiện trở thành cơ sở y học gia đình, có nhiệm vụ quản lý sức khỏe cộng đồng, tư vấn nâng cao sức khỏe và phòng bệnh, thực hiện các chương trình hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc cuối đời. Các chương trình mục tiêu y tế dân số chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, người cao tuổi, dân số kế hoạch hóa gia đình, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, khám bệnh, chữa bệnh, chuyển người bệnh lên tuyến trên, tiếp nhận người bệnh đã được điều trị ổn định từ tuyến trên, chuyển về, tham gia nghiên cứu khoa học đào tạo, chuyển giao kỹ thuật về y học gia đình, là cơ sở thực hành trong đào tạo chuyên ngành y học gia đình theo quy định của pháp luật. Hội đồng Nhân dân huyện Nguyên Bình vừa tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện với Thường trực Hội đồng Nhân dân các xã thị trấn, đánh giá 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Với chủ đề tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng kỳ họp Hội đồng Nhân dân, Hội đồng Nhân dân huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ quyền hạn theo luật định, cụ thể hóa nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện, thực hiện tốt công tác giám sát, tiếp xúc cử tri và triển khai nhiệm vụ công tác khác theo luật định, chỉ đạo tổ chức thành công các kỳ họp, phiên họp thường kỳ, tổ chức 4 cuộc giám sát chuyên đề với 123 ý kiến, kiến nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đề xuất hướng giải quyết khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện các hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp Hội đồng Nhân dân. Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện kiến nghị với Ủy ban Nhân dân, các cơ quan chịu sự giám sát tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phấn đấu thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội những tháng cuối năm, tiếp tục giám sát các mục tiêu nhiệm vụ phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện đề ra. Trên cơ sở đó, các ban Hội đồng Nhân dân huyện chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện chương trình giám sát, chương trình làm việc. Tại hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Hào Quảng với Hội đồng Nhân dân các xã thị trấn lần thứ 2 đã đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp 9 tháng đầu năm, thống nhất nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Thường trực Hội đồng Nhân dân 2 cấp của huyện Hà Quảng tổ chức thực hiện đúng theo chương trình công tác năm và quy chế hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Hội đồng Nhân dân huyện đã tổ chức 2 kỳ họp, trong đó có 1 kỳ họp chuyên đề, đã ban hành 10 nghị quyết. Hội đồng Nhân dân cấp xã tổ chức 40 kỳ họp và đã ban hành 117 nghị quyết.
Hội đồng Nhân dân cấp huyện tổ chức thành công 5 cuộc giám sát, 1 cuộc khảo sát chuyên đề. Hội đồng Nhân dân cấp xã tổ chức 49 cuộc giám sát, đã kịp thời phát hiện và có ý kiến đề xuất với Thường trực Ủy ban Nhân dân, các cơ quan chức năng sửa chữa khắc phục điều chỉnh bổ sung, tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân hai cấp được triển khai theo chức năng nhiệm vụ, kịp thời giải quyết các nhiệm vụ phát sinh trong thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra. Nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, Hội đồng Nhân dân huyện Hà Quảng sẽ tiếp tục tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, tăng cường các hoạt động giám sát và giám sát chuyên đề triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đánh giá xếp loại đại biểu Hội đồng Nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân năm 2022, thực hiện tốt công tác tiếp công dân đi đôi với giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, đảm bảo theo luật định. Huyện ủy Bảo Lạc vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền huyện với nhân dân xã Huy Giáp. Sau khi nghe người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền huyện thông tin tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, nhân dân xã Huy Giáp đề nghị huyện tiếp tục làm rõ các nội dung đã được đề nghị nhà nước tiếp tục đầu tư mở mới, nâng cấp đường giao thông, hỗ trợ xi măng cho làm đường nông thôn, kênh mương thủy lợi, là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, mong muốn được hỗ trợ chính sách bảo hiểm xã hội, chế độ ưu tiên hỗ trợ chính sách cho học sinh bán trú, đầu tư sửa chữa, nâng cấp điểm trường tiểu học Trung Bắc, đầu tư bể nước sinh hoạt cho nhân dân, nâng cấp chợ xã, hỗ trợ chính sách giảm thuế do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nâng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở các xóm, sớm hỗ trợ kinh phí theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân đã làm xong nhà. Tiếp thu kiến nghị của nhân dân, người đứng đầu cấp ủy chính quyền huyện Bảo Lạc hứa sẽ xem xét giải quyết kịp thời, mong muốn nhân dân đồng lòng chia sẻ với những khó khăn chung của huyện, nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực lao động sản xuất và thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022 và những năm tiếp theo. Liên Bộ Công Thương Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước áp dụng từ 15 giờ ngày 21 tháng 10. Theo đó, cơ quan điều hành quyết định tăng giá xăng E5 RON 92 thêm 200 đồng một lít lên mức 21.490 đồng một lít. Giá xăng RON 95 tăng 340 đồng một lít lên mức 22.340 đồng một lít. Giá dầu diesel tăng 600 đồng một lít và giá bán mới là 24.780 đồng một lít. Giá dầu hỏa tăng thêm 840 đồng một lít lên 23.660 đồng một lít. Nhưng riêng dầu ma rút giảm 200 đồng 1 kg xuống còn 13.890 đồng 1 kg. Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, theo giá địa bàn vùng 2, sang nguồn cung, mỗi lít xăng tăng 200 đến 340 đồng, trong khi dầu cũng tăng 610 đồng. Mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 200 đồng, xăng RON 95 tăng thêm 340 đồng. Dầu diesel 0,001S và dầu diesel 0,5S tăng 610 đồng. Sau điều chỉnh, mỗi lít xăng E5 RON 92 có giá 21.910 đồng, xăng RON 95 là 22.780 đồng, dầu diesel 0,001S có giá 27.290 đồng, dầu diesel 0,5S là 25.270 đồng. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 28 lần điều chỉnh, trong đó có 15 lần tăng, 12 lần giảm và 1 lần giữ giá. Tại huyện Bảo Lạc, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch vừa tổ chức hội nghị triển khai tuyên truyền nâng cao nhận thức về công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non Nước Cao Bằng cho cán bộ cơ sở, hộ kinh doanh khách sạn nhà hàng trên địa bàn. Hội nghị đã thông tin về quá trình hình thành phát triển của công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non Nước Cao Bằng, hoạt động xây dựng con đường du lịch trải nghiệm số 5 kết nối công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao Nguyên Đá Đồng Văn với công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non Nước Cao Bằng, triển khai liên kết sản phẩm du lịch địa chất và phát huy giá trị mô hình công viên địa chất toàn cầu UNESCO qua địa phận huyện Bảo Lạc, giới thiệu về mạng lưới đối tác và lợi ích khi tham gia hoạt động của mạng lưới đối tác công viên địa chất Non Nước Cao Bằng, tuyên truyền và phát huy các giá trị đặc sắc và tiêu biểu trên địa bàn huyện về di sản địa chất, đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, lịch sử, làng nghề. Hội nghị thảo luận về triển khai các hoạt động có sự tham gia, định hướng phát triển du lịch bền vững, công bằng, chia sẻ lợi ích cộng đồng, qua đó nâng cao nhận thức cho các đối tác, phát huy vai trò cộng đồng, phát triển du lịch bền vững trên địa bàn huyện Bảo Lạc.
Ủy ban Nhân dân huyện Nguyên Bình vừa tổ chức hội thi tuyên truyền luật đất đai, luật hòa giải cơ sở, có 3 đội. 15 thí sinh đến từ các xã Minh Tâm, Thành Công, thị trấn Nguyên Bình. Các thí sinh trải qua 4 phần thi về giới thiệu đơn vị, địa phương, thành tích nổi bật trong việc triển khai thực hiện luật đất đai và luật hòa giải ở cơ sở. Tham gia trả lời câu hỏi do ban tổ chức đưa ra, mỗi đội thể hiện một tiểu phẩm truyền thông với chủ đề về luật đất đai, luật hòa giải ở cơ sở, xử lý tình huống về các nội dung hòa giải ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong việc quản lý sử dụng đất đai, bồi thường, cưỡng chế khi nhà nước thu hồi đất, xử phạt vi phạm hành chính, hình sự trong lĩnh vực đất đai. Hội thi là dịp để các xã thị trấn trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, các biện pháp hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật đất đai, luật hòa giải. Nội dung tiểu phẩm sát với thực tế trong cuộc sống hàng ngày, sinh động, thiết thực, đậm tính nhân văn, cách giải quyết hòa giải linh hoạt dưới hình thức sân khấu hóa. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba cho các đội có thành tích cao. Xin chúc mừng đơn vị xã Thành Công. Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Cao Bằng do IFAT tài trợ được triển khai trên địa bàn 30 xã thuộc 3 huyện Hà Quảng, Nguyên Bình và Thạch An từ năm 2017. Đến nay, dự án đã thực hiện giải ngân được trên 515 tỷ đồng, đạt 63,42% tổng mức được phê duyệt. Trong đó, nguồn vốn vay IFAT giải ngân được 318,6 tỷ đồng, đạt 66,94%, nguồn vốn đối ứng chính phủ là gần 122 tỷ đồng, nguồn đóng góp của người hưởng lợi giải ngân được 74,7 tỷ đồng, đạt 54,37% so với tổng mức đầu tư được duyệt. Riêng trong năm 2022, dự án đã giải ngân được gần 70 tỷ đồng, đạt 38,03% so với kế hoạch được giao. Đến nay, tại các vùng dự án thành lập và củng cố duy trì hoạt động được 675 nhóm đồng sở thích, giải ngân quỹ đồng tài trợ cạnh tranh CSA được 523 nhóm với số tiền 36,9 tỷ đồng. Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của các xã trong vùng dự án tại thời điểm cuối năm 2021, nếu tính theo chuẩn nghèo, giai đoạn năm 2021-2025 đã giảm 0,03%, tương ứng với tốc độ giảm nghèo 0,04, tương đương 527 hộ nghèo và cận nghèo so với đầu năm thực hiện dự án. Ngoài ra, dự án CSSP cũng đã tiến hành xây dựng 5 SIP cấp tỉnh và 8 VCAP cấp huyện, 45 VCAP cấp xã, tiến độ đạt 100% kế hoạch trên cơ sở các bản SIP, VCAP được phê duyệt, các địa phương đã chủ động lồng ghép các nguồn lực để thực hiện, tổ chức triển khai được 237 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi theo các ngành hàng thế mạnh của địa phương. Đã được xây dựng với sự tham gia của 8.035 lượt người là thành viên nhóm CIG và các hộ dân lân cận, thực hiện được 43 mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu với sự tham gia của 3.178 hộ dân, trong đó có mô hình trồng cỏ phục vụ chăn nuôi trâu bò cho 1.131 hộ dân vùng dự án. Trong thời gian tới, Ban điều phối dự án CSSP tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện các thủ tục trình IFAT và các bộ ngành trung ương sớm xem xét điều chỉnh hiệp định dự án, tăng cường kết nối thông tin với nhà tài trợ IFAT, đề xuất hỗ trợ kỹ thuật tháo gỡ những vướng mắc do quy định của nhà tài trợ, củng cố thành lập các nhóm sở thích mới, liên kết các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh với các thành viên các nhóm, định hướng các nhóm sở thích mua chung, bán chung liên kết với các đơn vị, cung ứng giống, vật tư về nông nghiệp, rà soát các nhóm tiềm năng để tiến tới hỗ trợ thành lập các hợp tác xã, thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, đảm bảo các hoạt động của dự án được giải ngân thanh toán kịp thời, đúng theo tiến độ kế hoạch. Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ, đồn biên phòng Thị Hoa luôn bám sát địa bàn, hỗ trợ giúp đỡ người dân vùng biên phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống, phối hợp cùng các đơn vị địa phương góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh. Đồn biên phòng Thị Hoa quản lý bảo vệ đoạn biên giới trên 22 km với 44 cột mốc, quản lý hai xã biên giới Thị Hoa và Cô Ngân với 17 xóm, trong đó có 10 xóm biên giới với 3.284 nhân khẩu. Trong năm 2022, đơn vị đồn đã giúp nhân dân lao động sản xuất được 52 lần với 535 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, giúp một hộ gia đình thoát nghèo bền vững bằng hình thức hướng dẫn nuôi trồng các loại cây, con giống,
phù hợp với thổ nhưỡng và những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, hỗ trợ gia đình mua lợn giống tổng trị giá 10 triệu đồng. Thực hiện tốt chương trình nâng bước em tới trường, tiếp tục đỡ đầu cho 3 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hàng tháng hỗ trợ mỗi em 500.000 đồng. Thực hiện chương trình phối hợp năm 2022, đơn vị phối hợp cơ quan chuyên môn phòng chính trị, bộ đội biên phòng tỉnh hoàn thành công trình đèn đường thắp sáng vùng biên, lắp đặt 10 đèn năng lượng mặt trời tại xã Thị Hoa, chiều dài khoảng 400 mét, tổng trị giá công trình trên 17 triệu đồng. Những tháng cuối năm, đồn biên phòng Thị Hoa xác định tiếp tục phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh chính trị khu vực biên giới và triển khai các chương trình dự án giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội, tập trung đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, tiếp tục giúp xã Thị Hoa giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Huyện Trùng Khánh vừa tổ chức hội nghị đánh giá công tác tuyển quân năm 2022, triển khai công tác tuyển quân năm 2023. Năm 2022, huyện Trùng Khánh được giao tuyển chọn 144 thanh niên nhập ngũ, trong đó cụ thể có 24 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, giao cho sư đoàn 346 quân khu 1 là 75 tân binh, trung đoàn 852 bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng 25 tân binh, bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng 20 tân binh. Năm 2023, huyện Trùng Khánh dự kiến được giao gọi công dân nhập ngũ là 144 công dân, trong đó quân đội là 120 công dân, công an là 24 công dân. Thời gian thực hiện các bước tuyển và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023. Nhiệm vụ trong thời gian tới, huyện Trùng Khánh sẽ đẩy mạnh công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự đảm bảo đúng đủ cho các đơn vị nhận quân. Các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cần đảm bảo chặt chẽ và đúng luật, tăng cường công tác tuyên truyền kế hoạch tuyển quân năm 2023 và đạt 100% chỉ tiêu giao. Chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.